các bạn, mình tên là Hương Gia, mình học lớp 3. Các bạn, hôm nay mình sẽ làm một món đồ chơi Halloween là phù thủy cửa trội. Mình đã chuẩn bị được những nguyên liệu sau đây: một cái hình tròn, hai tầm trội, cái đuôi trội, cái bàn tay của mũ phù thủy, cái chân, cái áo choàng, cái đầu là có cái nón và cả mặt tóc biết để vệ mắt mũi miệng cho phù thủy. Ai hồ, giờ chúng mình cũng thực hiện nha. Khi mình gấp đôi vòng tròn như này. I see a skeleton. Hello. Have you seen my coffin? Các bạn nhớ gấp hình tròn cho bằng nhau nha. Lots of scary monsters. Bây giờ mình lấy cái này làm như thế này. I see a witch. Lấy những cái đậm màu bằng màu đen mình làm chổi. Mình dán đuôi chổi vào cán chổi. There's another strange sight. I see a werewolf. Walking down the street on Halloween night. Lots of scary monsters and other strange sights. Đó mình dán nó lên. Hãy ghê, mình lấy cái này vào trong trong rồi mình mở cái hồ ra. Sau khi dán cái tay xong thì mình dán cái chân. Các bạn ơi, mình đã dán xong rồi đó. Bây giờ mình vẽ mắt nha. Mình chấm xong rồi nè. Các bạn làm thành công.